Thưa quý vị, khi đưa vào vận hành có nút giao có tổ chức giao thông theo đèn tín hiệu và phân chia làn xe cơ giới lưu thông riêng biệt, đến nay trên tuyến đường Ngô Quyền, đoạn từ Nguyễn Văn Vinh đến Võ Văn Kiệt, lưu lượng phương tiện qua tuyến này đã đi vào nền nếp, tổ chức giao thông tại các nút giao nhau đã ổn định. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại nút giao phía đông cầu sông Hàn, quận Sơn Trà. Tại nút giao thông Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, đầu cầu sông Hàn vào giờ cao điểm, các phương tiện chấp hành nghiêm, lưu thông theo đèn tín hiệu. Hiếm gặp trường hợp xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường dành cho xe ô tô, xe container như những ngày đầu vận hành thử nghiệm. Người dân ở đây thấy là chấp hành giao thông rất tốt và phân luồng xe máy, xe ô tô con hoặc là xe container chạy rất là tốt. Và từ nãy chưa thấy một cái tai nạn nhỏ, dù có va quẹt cũng không thấy. Và nói chung là người dân rất là phấn khởi trong cái việc này. Người dân cho biết, qua 6 tháng đưa vào vận hành các nút giao có đèn tín hiệu và phân làn xe riêng biệt, đến nay người tham gia giao thông đã quen với việc tổ chức đi lại giao thông trên trục đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn. Không còn cảnh tranh nhau qua ngã tư, bất chấp xe hạng nặng đang lưu thông trên tuyến. Người dân đã làm quen với phương án tổ chức giao thông mới và chấp hành nghiêm biển báo hiệu, biển hướng dẫn phân làn theo luật giao thông đường bộ. Để ổn định tuyến đường đi vào nề nếp, thời gian qua, Ban An toàn giao thông thành phố đã phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương dọc tuyến đường Ngô Quyền tuyên truyền hướng dẫn, túc trực, phân luồng giao thông, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm, nên hiện nay rất ít phương tiện vi phạm. Sau khi đi vào cải tạo thì cũng có một số vấn đề người dân là khi họ phản ánh về tất cả vấn đề là thời gian đèn tín hiệu cũng như là những cái biển báo là để làm sao cho là người thuận lợi nhất, thì cũng là trong quá trình là cũng đã chỉnh sửa và là để cho phù hợp nhất, đến thời điểm bây giờ là nói chung là tương đối là ổn định. Hiện nay, các phòng ban chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải thành phố đang tiếp tục kiểm tra, rà soát các tồn tại trên toàn tuyến để kịp thời sửa chữa, bổ sung nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân khi tham gia giao thông, tiếp tục hoàn tất hồ sơ phương án tổ chức giao thông thoát nước, di dời hạ tầng thông tin đoạn còn lại từ Võ Văn Kiệt đi Hồ Xuân Hương để triển khai thi công trong tháng 10 năm 2022.